Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đến với chúng ta rất là ngắn. Khi Thu đi thì chúng ta rất là tiếc Thu, đúng không quý vị? Ngân Hà xin cảm ơn hôm nay chị Hương Diêm đã đến phòng trà với chiếc đầm hoa rất là đẹp như là một mùa thu. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng ta nghe một ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời anh Vũ Bảo lên sân khấu với ca khúc Một Mình.